Dạ rồi, dạ thưa, dạ bác cho con biết tên và thành phố nơi bác ở đi ạ. Tôi tên là Cường, Nguyễn Mạnh Cường. Dạ. Tôi ở thành phố Westminster, ngay dạ. gần đây thôi thôi. Dạ. Dạ thưa bác, dạ bác có thể cho con biết là cảm bác sẽ nghĩ ai sẽ năm nay sẽ lên làm tổng thống không ạ? Thì tôi thích ông Donald Trump. Thì tôi nghĩ rằng thì là nước Mỹ cần phải thay đổi. Dạ. Bác mong muốn gì ở ông Donald Trump ạ? Tôi nghĩ rằng thì là trên nguyên tắc thì nếu mà bà Hillary thì bà ấy cũng là nối tiếp của ngần ấy, cái chế độ cũ bà ấy là một trong những cái khuôn mặt mà nghĩa là kỳ cựu rồi. Mà với cái ông Donald Trump thì lúc đầu mình nghĩ rằng thì là ông ấy ra với tính cách như là chơi thôi, nhưng mà không ngờ quần chúng ủng hộ quá. Và cái điều đó làm cho mình suy nghĩ rằng thì là có lẽ cái bầu cử tam quyền phân lập bằng lá phiếu đó, nó bây giờ nó có thể là nó đã bị lũng đoạn nhiều ở nhiều nơi rồi, có lẽ phải đi vào một cái trật tự mới. Và do đó mà tôi thích ông Donald Trump, dù rằng thì tôi thấy rằng thì là ông ấy có vẻ thua, nhưng mà ít nhất dù thắng hay thua thì Donald Trump cũng ghi được một cái khúc rẽ của lịch sử Hoa Kỳ, của lịch sử lá phiếu. Bây giờ đó, tất cả mọi nơi ở trên thế giới đó, mình có thấy rằng thì là cái mà bầu cử theo lá phiếu đó nó khủng hoảng ghê lắm, kể cả nước Anh, nước Đức. Thành ra có lẽ rằng thì là mình cần một cái khúc quanh, mà cái khúc quanh đó thì nó thể hiện rất rõ khi mà Tổng thống Obama đó, ông ấy mời Tổng bí thư Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng qua, không có một cái gì tương đương với cái chế độ đó cả. Người ta nói rằng thì là Obama thì là cái giai đoạn vịt què, thì tôi nghĩ rằng Obama mới là cái người yêu nước Mỹ và cái người mà giải quyết những các cái khúc mắc của nước Mỹ lớn nhất, mà đặc biệt nhất là cuộc chiến tranh Việt Nam và cái với Cuba vân vân. Khi mà ông ấy tới Việt Nam thì tôi thấy rằng thì là đấy là một cái thông điệp mà nói rằng thì là có lẽ cái chế độ độc tài hay là một cái chế độ nó có chỉ huy nó cần thiết, chứ không thể nào bố láo bố léo như là cái cuộc bầu cử mà hỗn loạn mà mình vẫn còn mong ước bao nhiêu thế kỷ trước. Mình tưởng rằng thì là với cái mong ước con vua thì là lại làm vua, thì mình tưởng rằng thế kỷ 17-18 đó thì mình nghĩ là mình đóng góp vào được cái lá phiếu, nhưng không ngờ rằng nó thay đổi nhiều thế. Dạ rồi, con cảm ơn bác nhiều ạ.